Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ hai, ngày 30 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Khởi công dự án trung tâm hành chính và quảng trường huyện Đức Trọng, công trình trọng điểm của huyện Đức Trọng nhiệm kỳ 2020-2025. Ban thi đua khen thưởng Trung ương giám sát phong trào thi đua vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021-2025 tại Lâm Đồng. Kết nối cung cầu vốn giữa doanh nghiệp Lâm Đồng và tập đoàn Protus Singapore. Đà Lạt đổi thay hạ tầng giao thông. Tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng đã tổ chức lễ khởi công dự án trung tâm hành chính, quảng trường huyện Đức Trọng. Tham dự lễ có ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành liên quan. Dự án quy hoạch trung tâm hành chính quảng trường huyện Đức Trọng được xây dựng trên diện tích hơn 232 ha, tổng mức đầu tư hơn 693 tỷ đồng. Với 10 hạng mục gồm trung tâm hành chính huyện, quảng trường, khu dân cư, bệnh viện chất lượng cao, trụ sở cơ quan công an, tòa án, viện kiểm sát, trường cấp 3, trung tâm y tế, công viên cây xanh, nhà máy xử lý nước thải và nhà thiếu nhi huyện. Trong đó, dự án nhà thiếu nhi đã khởi công trong tháng 10 năm 2022. Hai khu chức năng khởi công tháng 2 năm 2023. Đối với hạ tầng giao thông, dự án được thiết kế 37 tuyến đường với chiều dài 16,6 km. Theo kế hoạch, đến năm 2025, dự án hoàn thành và đưa vào hoạt động. Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Trần Văn Hiệp nêu rõ, dự án giao thông, hạ tầng kỹ thuật, khu quy hoạch trung tâm hành chính và quảng trường huyện Đức Trọng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng xác định là công trình trọng điểm của huyện Đức Trọng, nhiệm kỳ 2020-2025, với mục tiêu phát triển Đức Trọng trở thành thị xã giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Ông Trần Văn Hiệp đánh giá cao nỗ lực quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền địa phương đã hoàn thành tốt các thủ tục, kịp thời đưa dự án vào triển khai. Đây là công trình rất quan trọng, góp phần đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, tạo cảnh quan đẹp và mỹ quan đô thị đặc trưng cho thị trấn Liên Nghĩa, đồng thời tạo quỹ đất để tổ chức đấu giá hơn 1.300 lô, thu ngân sách khoảng 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Hiệp đề nghị các ngành của tỉnh tích cực phối hợp với huyện Đức Trọng giải quyết tốt hồ sơ thủ tục liên quan, nhất là đấu giá quyền sử dụng đất, kêu gọi thu hút đầu tư, tạo nguồn lực để dự án triển khai đúng mục tiêu và tiến độ, đồng thời tiếp tục tuyên truyền để người dân trong vùng dự án hiểu rõ, đồng thuận chính sách bồi thường, hỗ trợ bà con tái định cư của nhà nước để bàn giao mặt bằng cho dự án. Đối với các đơn vị thi công, đặc biệt tuân thủ các quy định pháp luật về tiến độ, chất lượng và an toàn lao động trong triển khai. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, sẽ quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, thường xuyên bám sát dự án với quyết tâm cao nhất để công trình hoàn thành theo kế hoạch, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương nói riêng và tỉnh Lâm Đồng. Sáng nay 30 tháng 10, đoàn công tác của Ban thi đua khen thưởng Trung ương do ông Phạm Đức Toàn, Phó trưởng Ban thi đua khen thưởng Trung ương làm trưởng đoàn, đã có chương trình giám sát tại Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Lâm Đồng về triển khai phong trào thi đua vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021-2025. Ông Đàm Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo các sở ban ngành đã làm việc với đoàn. Qua báo cáo với đoàn công tác của Trung ương cho thấy, phong trào thi đua vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021-2025 tại Lâm Đồng, được cấp ủy chính quyền các cấp của tỉnh triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm liên tục. Đến cuối năm 2022, tỷ lệ nghèo đa chiều toàn tỉnh là 5,34%. Điều này tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng từ tỉnh cơ sở với các nội dung hình thức phong phú thiết thực, phù hợp với thực tiễn của các ngành lĩnh vực địa phương. Gắn triển khai phong trào với thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia và trong công tác giảm nghèo, đã xuất hiện nhiều nhân tố điển hình tiêu biểu, được Trung ương, được tỉnh khen thưởng kịp thời. Cụ thể, giai đoạn 2021-2023, một cá nhân được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng 3. Ủy ban dân tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể, 12 cá nhân, 2 hộ gia đình. Đối với cấp cơ sở, khen thưởng cho 145 tập thể, 231 cá nhân và 5 hộ gia đình. Trong giai đoạn 2021-2023, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã thực hiện trên 150 đợt kiểm tra giám sát tình hình triển khai thực hiện các tiểu dự án, giám sát đối với 2 địa phương cấp huyện, 4 sở ngành
và 3 đơn vị thuộc khối thi đua các doanh nghiệp. Việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và phong trào thi đua vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau ở Lâm Đồng, đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế tích cực cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, góp phần thu hẹp chênh lệch khoảng cách về giàu nghèo giữa thành thị với nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung cho công tác khen thưởng, vẫn còn gặp một số khó khăn tại các địa phương đơn vị mà các đại biểu đã nêu cụ thể tại buổi giám sát, như công tác kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng của một số đơn vị địa phương đối với cơ quan cấp dưới chưa được thực hiện thường xuyên. Việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua còn mang tính hình thức, hành chính hóa. Sự phát triển của phong trào thi đua chưa đồng đều giữa đô thị, nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cơ quan chuyên trách thi đua khen thưởng của một số sở ngành địa phương chưa chủ động tham mưu cơ chế phối hợp để tuyên truyền các phong trào thi đua và gương điển hình tiên tiến. Việc phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến chưa chủ động. Tỷ lệ khen thưởng cấp tỉnh, cấp nhà nước cho các điển hình tiên tiến trong một số phong trào thi đua còn thấp. Trên cơ sở nắm bắt tình hình chung tại tỉnh Lâm Đồng, ông Phạm Đức Toàn, Phó trưởng ban thi đua khen thưởng Trung ương, đã đánh giá cao các nội dung cũng như kết quả mà địa phương nỗ lực đạt được, đồng thời giải quyết các vấn đề còn tồn động trong cấp thẩm quyền của ban thi đua khen thưởng Trung ương và yêu cầu hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Lâm Đồng chú trọng vào việc rà soát các mô hình hay cách làm mới để khen thưởng động viên kịp thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thi đua khen thưởng để các vùng đồng bào dân tộc, phối hợp thi đua khen thưởng với các sở ngành để lập hồ sơ khen thưởng nhanh chóng. Với một tỉnh đặc thù thì không nhìn con số mà đánh giá kết quả, hãy nhìn mô hình để đề xuất khen thưởng. Trước đó, vào chiều hôm qua, đoàn công tác của Ban thi đua khen thưởng Trung ương đã giám sát hợp tác xã Vươn Lên, Hội người khuyết tật huyện Đức Trọng. Năm 2007, với sự hỗ trợ của các cấp các ngành, Hội người khuyết tật huyện Đức Trọng đã thành lập hợp tác xã Vươn Lên với các ngành nghề như may, móc, đan len, với mong muốn giải quyết những khó khăn về việc làm, phát huy tinh thần sáng tạo, giúp người khuyết tật có thu nhập ổn định, xóa bỏ mặc cảm tự ti để hòa nhập cùng cộng đồng. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã chọn hợp tác xã Vươn Lên là mô hình thí điểm triển khai dự án dạy nghề kéo máy ngồi, ráp áo len. Sau khóa học, hợp tác xã đã kết nối với công ty Nắng Mai Đà Lạt, nhận hàng gia công, tạo việc làm cho 38 lao động nữ, giúp các gia đình vươn lên ổn định cuộc sống. Sau đó, do thị trường bão hòa và ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hợp tác xã đã chuyển hướng sang hàng len móc và mở hàng in ấn, photo và trưng bày sản phẩm và dịch vụ văn phòng của hợp tác xã với tổng trị giá 240 triệu đồng. Đoàn công tác Ban thi đua khen thưởng Trung ương đã ghi nhận đánh giá cao kết quả hoạt động của hợp tác xã Vươn Lên, Hội người khuyết tật huyện Đức Trọng. Tuy chưa đạt được doanh thu cao về lợi nhuận nhưng mang ý nghĩa xã hội to lớn, giúp người khuyết tật xóa bỏ mặc cảm, tự ti để hòa nhập cùng cộng đồng. Có niềm vui từ lao động, tạo ra những sản phẩm may mặc, đan móc len đẹp đẽ, hoàn thiện, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho bản thân. Đoàn công tác cũng mong muốn với sự hỗ trợ tạo điều kiện của các cấp các ngành trong thời gian tới, hợp tác xã Vươn Lên tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, là nơi hỗ trợ động viên về tinh thần cho hội viên, nỗ lực nâng cao doanh số để tăng mức thu nhập cho thành viên. Những nội dung sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình thời sự tối nay. Thành phố Đà Lạt từng bước hoàn thiện về hạ tầng giao thông, tạo động lực cho sự phát triển và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Tiếp tục chương trình là những thông tin thời sự khác. Ngày 30 tháng 10, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 2, bàn giải pháp triển khai các chương trình trọng tâm trong hoạt động của tổ chức công đoàn toàn tỉnh. Lãnh đạo các sở ngành và cán bộ công đoàn, các liên đoàn lao động huyện, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn viên chức tại Lâm Đồng và công đoàn cơ sở trực thuộc đã tham dự. Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Liên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, để thực hiện tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, mà Đại hội Công đoàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028 đề ra, cần phải xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, thực hiện hiệu quả vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên người lao động. Mọi hoạt động trong nhiệm kỳ 2023-2028 của Công đoàn Lâm Đồng cần chủ động hướng về cơ sở, giảm bớt các hoạt động bề nổi. Công đoàn phải chú trọng chăm lo cho người lao động, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tổ chức công đoàn không tách rời hoạt động chung của các địa phương, tăng cường vai trò tổ chức công đoàn trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo. Hội nghị cũng đề ra các chỉ tiêu cần phải thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028, như cố gắng toàn tỉnh có 86.000 công đoàn viên, ít nhất 98% đơn vị doanh nghiệp có tổ chức công đoàn,
100% vụ việc đoàn viên có nhu cầu giải quyết tranh chấp lao động tại tòa, có đại diện công đoàn tham gia. Hàng năm có từ 90% đoàn viên, người lao động được tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Phấn đấu 100% số vụ việc liên quan đến nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được tổ chức công đoàn kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét giải quyết, tham gia cùng chính quyền doanh nghiệp phấn đấu đến năm 2030, bố trí trên 280 nhà ở cho công nhân lao động. Đại diện các sở ngành, công đoàn huyện, thành phố, công đoàn ngành đã nêu một số tồn tại trong hoạt động công đoàn, đề xuất nhiều ý kiến nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt là vấn đề tăng cường tính thực chất, hiệu quả trong hoạt động công đoàn, thích ứng với bối cảnh và tình hình mới. Quan tâm vấn đề kiểm tra giám sát theo chuyên đề, tăng cường công tác phối hợp giữa công đoàn với đơn vị, các cấp chính quyền trong bảo vệ các quyền lợi của người lao động. Ngày 30 tháng 10, Học viện Lục quân có buổi làm việc với các chuyên gia tư vấn đến từ Bộ Quốc phòng, các tập đoàn doanh nghiệp lĩnh vực công nghệ thông tin, nhằm tư vấn xây dựng đề án Học viện Lục quân thông minh, hiện đại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tại buổi làm việc, các chuyên gia đến từ Cục Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Tập đoàn Viettel và các đơn vị doanh nghiệp cung cấp các nền tảng công nghệ thông tin đã giới thiệu một số nội dung liên quan đến khung pháp lý, quy trình thủ tục, xây dựng nhà trường thông minh, hiện đại, mô hình nhà trường thông minh, năng lực kinh nghiệm xây dựng các dự án chuyển đổi số và các nội dung liên quan đến hạ tầng, cơ sở dữ liệu, phần mềm để phục vụ việc xây dựng Học viện thông minh, chuyển đổi số. Được biết, trong những năm qua, cùng với chủ trương đổi mới căn bản toàn diện, nhiệm vụ giáo dục đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ, Học viện Lục quân đã tập trung đầu tư, xây dựng hạ tầng, công nghệ, xây dựng học viện thông minh, hiện đại. Trên cơ sở khả năng thực tiễn kinh nghiệm trong thực hiện các dự án, đề án liên quan đến chuyển đổi số và xây dựng nhà trường thông minh, các chuyên gia, nhà tư vấn cùng với Học viện Lục quân đã trao đổi thảo luận, chia sẻ một số nội dung liên quan đến việc xây dựng đề án Học viện Lục quân thông minh, công tác chuyển đổi số. Từ đó làm cơ sở để Học viện Lục quân triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng đề án Học viện Lục quân thông minh, hiện đại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong thời gian tới. Sáng nay ngày 30 tháng 10, Sở Công Thương phối hợp với huyện Đơn Dương, Công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản Đa Nhiêm đã tổ chức lễ công bố điểm bán hàng Việt Nam tại thị trấn Đờ Răng, nhằm tuyên truyền quảng bá sản phẩm đặc trưng của tỉnh đến với người tiêu dùng và cộng đồng, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm của tỉnh. Điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi Tự hào hàng Việt Nam tại cửa hàng của Công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản Đa Nhiêm ở thị trấn Đờ Răng, huyện Đơn Dương, bước đầu có khoảng 100 mã sản phẩm hàng Việt Nam, trong đó có hơn 80 sản phẩm của tỉnh Lâm Đồng và huyện Đơn Dương như rau, củ, quả sấy khô, nước cốt trái cây các loại, hồng treo gió, hạt bí nhật, xoài sấy dẻo, hạt mắc ca, mật ong, trà atiso, đông trùng hạ thảo khô, bột rau các loại, sa chi và các sản phẩm từ sa chi. Điểm bán hàng Việt Nam là địa chỉ tin cậy nhằm quảng bá và giới thiệu những sản phẩm đặc trưng của tỉnh đã được cơ quan đánh giá, thẩm định và công nhận theo các tiêu chí quy định đến với du khách và người tiêu dùng tin tưởng và mua sắm sử dụng. Đồng thời, đây cũng là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Lâm Đồng thúc đẩy hoạt động quảng bá, liên kết hợp tác và tiêu thụ sản phẩm cho người dân và du khách khi đến với mảnh đất Đơn Dương. Để điểm bán hàng Việt Nam tại huyện Đơn Dương vận hành ổn định và hoạt động uy tín, tạo lòng tin đối với du khách và người tiêu dùng, Sở Công Thương chỉ đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản Đa Nhiêm tổ chức hoạt động kinh doanh đúng quy định, thông tin về sản phẩm rõ ràng, niêm yết giá sản phẩm đầy đủ, phục vụ khách hàng chu đáo và tổ chức hợp tác kinh doanh với đối tác bền vững. Đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia hợp tác trưng bày sản phẩm tại điểm bán hàng Việt Nam có trách nhiệm với sản phẩm trưng bày, đảm bảo chất lượng và an toàn đối với người tiêu dùng, cùng xây dựng điểm bán hàng hoạt động hiệu quả. Chiều ngày 30 tháng 10, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị kết nối cung cầu vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh với tập đoàn Protus Singapore. Cùng tham dự có đại diện các sở ngành, Hiệp hội Doanh nghiệp và trên 70 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, tập đoàn Protus Group Singapore đã thông tin đến các doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh một số nét cơ bản về tình hình hoạt động của tập đoàn. Theo đó, tập đoàn Protus Group Singapore hoạt động trên lĩnh vực tài trợ chuỗi cung ứng, tín dụng, tài trợ vốn niêm yết doanh nghiệp lên sàn chứng khoán và các hoạt động kinh doanh khác, với tổng nguồn vốn hoạt động khoảng 15 tỷ đô la Mỹ,
đánh giá cao về điều kiện tiềm năng thế mạnh của tỉnh Lâm Đồng, nhất là trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Tập đoàn Protus Group Singapore mong muốn được kết nối đầu tư hợp tác hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang có nhu cầu về vốn để mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp. Trên cơ sở nội dung tại buổi làm việc, tập đoàn Protus Singapore và các đơn vị doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh cũng đã trao đổi thảo luận một số nội dung liên quan đến phương thức, thủ tục hỗ trợ, hợp tác về tài chính giữa hai bên, để từ đó làm cơ sở giúp cho các đơn vị doanh nghiệp nắm bắt, từ đó tiếp cận được với nguồn tín dụng, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Dịp này, tập đoàn Protus Group Singapore và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã ký kết biên bản ghi nhớ nhằm làm cơ sở để triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ vốn tín dụng trong thời gian tới. Sáng ngày 30 tháng 10, Công ty Xăng dầu Lâm Đồng tổ chức khánh thành trụ sở văn phòng Công ty Xăng dầu Lâm Đồng tại số 59 Hùng Vương, phường 9, thành phố Đà Lạt. Lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cùng các sở ban ngành của tỉnh đã đến dự. Sau hơn một năm thi công, trụ sở văn phòng Công ty Xăng dầu Lâm Đồng tại 59 Hùng Vương, phường 9, thành phố Đà Lạt đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tòa nhà có quy mô gồm một tầng hầm, một tầng trệt và hai lầu với diện tích trên 2.400 m², tổng mức đầu tư trên 38 tỷ đồng. Việc khánh thành trụ sở văn phòng Công ty Xăng dầu Lâm Đồng nhằm đảm bảo cơ sở hạ tầng khang trang sạch đẹp, đáp ứng đầy đủ điều kiện cho cán bộ nhân viên và người dân đến giao dịch làm việc. Được biết, Công ty Xăng dầu Lâm Đồng có mạng lưới 59 cửa hàng toàn tỉnh với đội ngũ gần 340 cán bộ nhân viên và người lao động làm việc, thực hiện nhiệm vụ cung ứng xăng dầu cho sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo nguồn an ninh năng lượng tại địa phương. Tại buổi lễ, lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex và Công ty Xăng dầu Lâm Đồng đã trao hỗ trợ số tiền 1 tỷ đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để thực hiện xây dựng nhà ở cho các gia đình hộ nghèo và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, đồng thời trao 2 tỷ đồng tài trợ các hoạt động kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển. Thời gian qua, mạng lưới hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã có sự đầu tư mạnh mẽ, nhất là việc nâng cấp mở rộng các nút giao thông, tuyến đường nhằm tạo liên kết đồng bộ thông thoáng về giao thông. Để triển khai được những công trình dự án này, ngoài sự chủ động của các ủy chính quyền địa phương, phải kể đến sự đồng thuận chung tay của các tổ chức và cá nhân trong việc hiến đất làm đường, phối hợp triển khai giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Sau buổi làm việc giữa cấp ủy chính quyền thành phố Đà Lạt và trường Đại học Đà Lạt, gần 1.000 m² đất bao gồm hơn 5 m ngang, dài khoảng 120 m, nằm trong phạm vi dự án nâng cấp đường vào khu vực tổ dân phố Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, đã được nhà trường bàn giao cho chủ đầu tư theo đúng thẩm quyền, phục vụ việc triển khai dự án. Được biết, dự án này có tổng mức đầu tư 9,5 tỷ đồng, mục tiêu giúp thuận lợi trong lưu thông đi lại của người dân, tổ chức khi đến làm việc tại trung tâm hành chính, tạo diện mạo góp phần đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực. Cũng theo đại diện chủ đầu tư, sau khi được bàn giao mặt bằng, chủ đầu tư cùng với đơn vị thi công là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thông nữ Đà Lạt đã tập trung nhân lực, máy móc triển khai thực hiện. Dự kiến cuối năm nay, dự án sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng. Trường thì đã phối hợp cùng với ban quản lý án tổ chức cắm mốc thực địa. Trước khi mà có buổi làm việc với lãnh đạo của ban thành phố Đà Lạt, thì trường đã cùng phối hợp với ban cắm mốc thực địa và có biên bản xác nhận thông tin, tạo điều kiện cho ban và thành phố là trước buổi làm việc đó thuận lợi. Hiện tại thì gần như việc giải phóng mặt bằng tuyến đường đã hoàn thành rồi và đảm bảo tiến độ cho thi đơn vị thi công triển khai theo đúng tiến độ đề ra. Quá trình thi công thì chủ đầu tư cũng đã hỗ trợ nhà thầu các bước về mặt giải phóng mặt bằng, về mặt chỉnh trang cái một số cái yêu cầu xử lý kỹ thuật, rồi hỗ trợ nhà tâm công tác thanh toán giải ngân và quản lý chất lượng đầy đủ thì cũng được đồng thuận của bà con nhân dân. Đây là nhà thầu đã thi công di dời hàng rào, thi công hệ thống thoát nước và bên phía ủy ban cũng đã hỗ trợ để di dời một phần đất, bộ làm đất để mà thi công lắng cái hàng rào ra để mở rộng mặt đường đủ là chiều rộng 10 mét. Đến hôm nay thì mặt bằng đã mọi việc thủ tục xử lý giải quyết đã suôn sẻ và hiện nay là nhà thầu để công tác đẩy nhanh tiến độ để thi công. Cũng như dự án nâng cấp đường vào khu vực tổ dân phố Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường từ công viên Bùi Thị Xuân đến đường Đinh Tiên Hoàng, phường 2, thành phố Đà Lạt
cũng nằm trong kế hoạch đầu tư hạ tầng giao thông trên địa bàn Đà Lạt nhằm mục tiêu chỉnh trang đô thị, giảm tải áp lực giao thông. Đồng thời đây cũng là dự án nằm trong kế hoạch chỉnh trang đô thị hướng đến kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển. Dự án này có tổng mức đầu tư trên 9,5 tỷ đồng. Nhờ việc có mặt bằng thuận lợi, vì vậy sau một thời gian thi công, đến nay về cơ bản tuyến đường này đã hoàn thiện hơn 70% hạng mục công trình và hoàn thành vào cuối năm phục vụ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển. Khi triển khai thì chúng tôi đã lập ra tiến độ rất là rõ cụ thể và luôn đề cao vấn đề về chất lượng. Với cái thời tiết hiện tại thì đang mưa nhiều, triển khai cũng gặp những bất cập khó khăn. Nhưng chúng tôi đã đưa ra những cái phương án là làm là đúng trước, cứ làm đến đâu là gọn đến đó. Trước tiên nó hoang lãng này, nó không được này. Công viên làm đẹp, xong bây giờ các ông này làm này, đường này, này quá tốt đi nhé. Dân như phấn khởi lắm, thấy không? Nhà cửa khang trang thì chúng tôi mừng lắm. Năm 2023, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất Đà Lạt được giao quản lý trên 310 tỷ đồng để thực hiện các dự án giao thông, hạ tầng dân dụng. Trong đó, Ban được giao làm chủ đầu tư thực hiện nâng cấp mở rộng 15 tuyến đường giao thông. Để tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong việc hiến đất mở đường, phối hợp bàn giao giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư cùng với cấp ủy chính quyền các đơn vị liên quan đã chủ động tăng cường công tác phối hợp, thống kê, rà soát diện tích, phạm vi ảnh hưởng của dự án, mà khác kịp thời tuyên truyền vận động, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tổ chức tập thể cá nhân một cách công khai minh bạch, với phương châm đặt lợi ích tập thể lên trên hết. Nhờ vậy, quá trình triển khai các dự án được triển khai khá thuận lợi. Đến nay, về cơ bản, các tuyến giao thông được triển khai đảm bảo tiến độ, kế hoạch vốn, một số tuyến đã hoàn thành đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, tạo sự đồng bộ trong kết cấu hạ tầng giao thông mỹ quan cho thành phố. Cái thuận lợi thứ nhất là được cái sự chỉ đạo rất sát sao, rất quyết liệt của thành ủy cũng như là lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố, và sự chung tay phối hợp tốt giữa các đơn vị phòng ban liên quan và địa phương liên quan, công tác vận động nhân dân. Do đó thì đa số mặt bằng các hộ dân mà bị vướng, các địa phương phường xã đã tiến hành vận động cho các hộ dân bàn giao mặt bằng để triển khai thi công rất là tốt. Có thể thấy thời gian qua thành phố Đà Lạt đã có sự thay đổi rõ nét, nhất là mạng lưới về hạ tầng giao thông. Trong lộ trình phát triển, Đà Lạt cũng đang từng ngày xây dựng địa phương trở thành thành phố di sản, thành phố sáng tạo với nhiều giá trị độc đáo về văn hóa, lịch sử, du lịch, môi trường cảnh quan. Cùng với những cơ chế chính sách, nhất là sự đồng thuận, tinh thần trách nhiệm cao của các tổ chức cá nhân trong việc chung tay góp sức trong mỗi một công trình dự án đầu tư, đây sẽ là bước đột phá giúp cho Đà Lạt từng bước hoàn thiện về hạ tầng giao thông, tạo động lực cho sự phát triển, đồng thời qua đó phát huy phong cách người Đà Lạt hiền hòa, thân thiện, thanh lịch, mến khách, khẳng định giá trị thương hiệu của một thành phố với bề dày 130 năm tuổi trên vùng đất Tây Nguyên. Việc lựa chọn mô hình đối tượng hỗ trợ sao cho hiệu quả và bền vững đang là khó khăn lớn nhất trong việc giải ngân nguồn vốn giảm nghèo nói riêng và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo nói chung, là thông tin sẽ có trong phần tin trong nước. Trong khuôn khổ triển lãm đổi mới sáng tạo quốc gia kết hợp để khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt Nam cơ sở Hòa Lạc, hôm qua đã diễn ra hội nghị cấp cao về công nghiệp bán dẫn Việt Nam với chủ đề Việt Nam điểm đến triển vọng cho công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Hội nghị tập trung thảo luận về xu hướng chuyển dịch bán dẫn thế giới và cơ hội cho Việt Nam. Những thách thức mà nước ta cần phải vượt qua như nhu cầu về nhân lực chất lượng cao. Nhiều chuyên gia khẳng định Việt Nam đang có rất nhiều cơ hội để thúc đẩy lĩnh vực này với quyết tâm chính trị rất lớn, sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp và tập đoàn ở trong và ngoài nước. Hiện Việt Nam đã thu hút được những tập đoàn hàng đầu về bán dẫn của thế giới. Đây là nền tảng quan trọng để Việt Nam tạo dựng hệ sinh thái bán dẫn phát triển mạnh thời gian tới. Trong khuôn khổ hội nghị cấp cao về công nghiệp bán dẫn đã ra mắt mạng lưới đổi mới sáng tạo ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam. Mạng lưới đi vào hoạt động sẽ từng bước hiện thực hóa định hướng phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành đối tác tin cậy trong hệ sinh thái bán dẫn khu vực và thế giới, nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Thống kê của Hiệp hội Dừa Việt Nam cho thấy, cả nước hiện có 90 doanh nghiệp ngành dừa và liên quan đến dừa, trong đó có 42 doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm từ dừa. Đặc biệt, cộng đồng doanh nghiệp ngành dừa đã mạnh dạn đầu tư công nghệ, vùng trồng nguyên liệu hữu cơ. Nhiều trang trại dừa hàng trăm hecta ra đời ở Tây Ninh, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bình Định.
mở ra cơ hội tăng trưởng cho xuất khẩu trong thời gian tới. Hiệp hội Dừa Việt Nam cũng dự báo rằng đến năm 2024, giá trị xuất khẩu dừa và các sản phẩm từ dừa dự kiến sẽ đạt 1 tỷ đô la, thậm chí là có thể cao hơn. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định về việc bãi bỏ một số văn bản phòng chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Thủ tướng Chính phủ ban hành. Quyết định nêu rõ bãi bỏ quyết định số 447 ngày 1 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19, đồng thời bãi bỏ một số văn bản phòng chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Thủ tướng Chính phủ ban hành. Cụ thể bãi bỏ 20 quyết định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, bãi bỏ 13 công văn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, bãi bỏ 4 công điện của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, bãi bỏ 8 chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và 3 quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 sau gần 3 năm triển khai đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, cũng như tình trạng chung của cả ba chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình này đang có những khó khăn về trả ngân vốn. Thời gian qua, chính phủ đã có nhiều chỉ đạo các bộ ngành địa phương liên quan cần rà soát dứt điểm những khó khăn vướng mắc nhằm đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Được ngân hàng chính sách hỗ trợ cho vay vốn 50 triệu đồng, chị Xuyến đã đầu tư mua 2 con lợn. Thế nhưng năm qua, dịch bệnh bủa vây, lợn chết, trong khi cả vụ xả thu hoạch lại rớt giá, nên đến nay chị vẫn canh cánh không biết khi nào có thể trả hết số tiền đã vay. Lúc thì nó được giá, lúc thì không được giá, với lại chăn nuôi nó cũng không được thuận buồm xuôi gió lắm. Nói chung là em thấy nó vất vả. Việc lựa chọn mô hình đối tượng hỗ trợ sao cho hiệu quả và bền vững đang là khó khăn lớn nhất trong việc giải ngân nguồn vốn giảm nghèo. Trong khi mô hình trồng trọt rủi ro cao theo mùa vụ, thì mô hình chăn nuôi lại phụ thuộc vào diễn biến dịch bệnh phức tạp. Chưa kể tại nhiều địa phương, phần lớn chỉ còn lại lao động lớn tuổi, nên việc giải ngân cho nhóm đối tượng trong độ tuổi lao động cũng gặp nhiều khó khăn. Cái chương trình giải ngân này phải có cái nguồn lao động để tiếp cận cái nguồn vốn này. Nhưng khi mà không có người lao động ở nhà thì cái khó khăn chúng ta là khi đối tượng chính sách là con người đấy, nhưng lại không có người, không có, có ở địa phương để mà giải ngân. Là lao động chính trong nhà, thu nhập của chị Tuyến chủ yếu đến từ làm ruộng, hễ ai thuê gì thì làm nấy. Việc hỗ trợ cho những hộ nghèo, hộ cận nghèo như chị Tuyến sẽ khó khả thi khi áp dụng các quy định về quay vòng nguồn vốn. Bởi phần lớn người nghèo làm đến đâu tính đến đó. Chưa kể việc giao cho người dân thực hiện thủ tục đấu thầu các dự án hỗ trợ sản xuất cộng đồng là không khả thi. Gia đình em thì còn mẹ già, mẹ chồng thì cũng bệnh tật ý. Em cũng là lao động chính, gọi thuê cái gì thì mình đi làm cái đấy. Hiện nay thì cái khó khăn lớn nhất mà đến thời điểm này vẫn còn đang vướng, đó là cái vốn sự nghiệp và hỗ trợ phát triển sản xuất, đặc biệt là cái vốn mà xây dựng chuỗi liên kết. Bởi vì đối tượng thụ hưởng của các chương trình này đều là người nghèo, người không có lao động. Trong khi đó xây dựng chuỗi đòi hỏi phải có vốn hỗ trợ đầu tư thêm đối ứng và phải có lao động, có nhân lực và có kỹ thuật được. Mặt khác, vẫn còn tình trạng nhiều địa phương chưa chủ động cân đối nguồn lực đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện các chương trình. Đồng thời, việc giao vốn sự nghiệp đến từng tiểu dự án, chương trình khiến các địa phương không thể điều chuyển vốn từ các dự án chậm tiến độ hoặc không có khả năng giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân nhanh hơn nhưng thiếu vốn. Thứ nhất là các bộ ngành, cơ quan trung ương và địa phương phải tiếp tục hoàn thiện cái văn bản hướng dẫn theo cái nghị định số 38 mới, thì trong đó có liên quan trực tiếp đến rất nhiều các cái dự án, đặc biệt là các cái dự án về sinh kế. Cái thứ hai là chúng ta phải tiếp tục là nâng cao năng lực cái đội ngũ làm công tác giảm nghèo, đặc biệt là cái cán bộ ở cấp cơ sở. Tại kỳ họp thứ 6 lần này, chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét ban hành một số cơ chế đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các địa phương trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Theo đó, chính phủ đề xuất được thí điểm phân cấp cho cấp huyện, chủ động quyết định điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn, danh mục dự án đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.